Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 21 luyện tập chung trang 73 tiết số 2. Bài số 1 viết số tích hợp vào chỗ chấm. 9 thế kỷ là bao nhiêu năm? 1 thế kỷ thì chúng ta sẽ có là 100 năm. À, 100 năm mà 9 thế kỷ thì chúng ta sẽ lấy 9 ta nhân cho 100 là bằng là 900 năm. 900 năm là bằng là 1 thế kỷ là 100 năm mà 100 năm mà 900 năm thì chúng ta lấy 900 ta chia cho 100 là bằng là 9 thế kỷ. 1 phút là bằng là 60 giây. Như vậy chúng ta có 3 phút là ta nhân cho 3. 6 x 3 18 180 giây. Rồi 67 giây bằng bao nhiêu phút? 1 phút thì chúng ta sẽ có là 60 giây. Như vậy chúng ta sẽ có là 67 này là bằng là 67 là bằng là 60 cộng với lại là 7. Bản thân cái này á là được 1 phút. À, 1 phút và 7 giây. Nó qua bài tiếp theo là bài số 2, viết số tích hợp vào chỗ chấm. Thiếm tư có 2 tạ thóc vào cú vụ, thím bán 8 yến thóc để mua 10 con vịt giống. Ở đây chúng ta chú ý nè, đây là đơn vị là tính theo tạ, đây tính theo yến nè. Rồi sau 2 tháng mỗi con vịt ăn hết là 3 kg thóc, vậy lúc đó thím tư còn lại là bao nhiêu kg thóc? Bây giờ chúng ta xem, bây giờ chúng ta sẽ đổi hết ra yến. À, đổi yến tạ ra kg, tại vì dưới này người ta hỏi là hỏi kg. Như vậy là bản thân ở chỗ này chúng ta sẽ đổi ra là 2 tạ này là bằng là 200 kg này. Bán hết là 8 yến là 80 kg này. Đó. Bán để mua 10 con vịt giống như vậy. Lấy cái này trừ ra cái này. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 200 kg ta trừ cho tổng này là 200 kg trừ cho 80 là bán đi này. Các bạn là 120 kg. Còn lại 120 kg á. Rồi chúng ta quay lại tiếp theo chỗ này. Sau 2 tháng mỗi con vịt là ăn hết là 3 kg thóc. Mỗi con là 3 kg thóc. Mà trong đó chúng ta mua 10 con. Chúng ta nhân cho 10 là bằng là 30 kg thóc. Đó. Sau 2 tháng này, mỗi tháng là con vịt ăn hết là 3 kg, vậy là 10 con, mua 10 con, vậy là 3 x 10 bằng 30 kg. Vậy thím tư còn lại bao nhiêu? Như vậy là lúc ở trên này này, lúc ở trên này là chúng ta sẽ có là còn lại 120 á. 120 kg á. Thì chúng ta sẽ trừ cho 30 kg vịt ăn. Như vậy còn lại là 90 kg. Vịt ăn hết 30. Vịt ăn hết 30. Còn cái phần này là phần còn lại. Cái này là bán để mua vịt giống. Tóm lại thì chỗ này chúng ta sẽ còn lại là 90 kg. Tiếp tư bán đi 2 con vịt. Biết mỗi con vịt bán với giá 85.000 đồng. Tiền bán vịt của tiếp tư là bao nhiêu tiền? Như vậy là bán đi 2 con mà mỗi con là bán được 85.000. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 85.000 đồng. 85.000 đồng một con này. Ta nhân cho 2 bằng là 170.000 đồng. Như vậy là tiền bán vịt là bằng là 170.000 đồng. Cái này bán hơi rẻ, tại vì vịt hiện tại năm 2023 này vịt này là 85.000 đồng một ký, 1 kg á. Mà con vịt này á, thì con vịt thường thường á, nếu như vịt ấy ít ra còn phải là gần 2 ký hơn. Mà nuôi 2 tháng này này. Nuôi 2 tháng này thì hơi nhỏ.
Nó qua trang tiếp theo. Bài số 3. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Dưới đây là kích thước và hình vẽ của một chi tiết máy. Đây chi tiết máy đây. Đây cái này. Chi tiết máy đây. Diện tích của chi tiết máy đó là bao nhiêu milimét vuông? Giờ cái phần này thôi nha. Cái phần này. Bây giờ cái này thì chúng ta sẽ chia ra. Chúng ta sẽ chia ra. Ở đây thầy sẽ chia ra. Thầy sẽ kẻ xuống. Đây là kẻ xuống. Và bây giờ chúng ta tính cái hình này. Cộng tính hình này, tính diện tích hình này, tính diện tích hình này, rồi chúng ta sẽ cộng ba cái diện tích hình lại. Cái diện tích của hình này là chúng ta sẽ có là gì đây? Muốn tính diện tích của hình chữ nhật, S là dài nhân rộng. Dài nhân rộng. Thì cái này, cái hình này chúng ta sẽ có là S là bằng là 6 nhân cho 4 là bằng là 24 milimét vuông. Rồi cái hình này thì sao đây? Cái hình này chúng ta sẽ phân tích kỹ nè. Từ đây xuống tới đây nó bằng với cái cạnh bên này. Cái cạnh đây với đây là nó bằng cái cạnh đây đây. Mà cạnh này 5, cạnh này 3 thì ta lấy 5 ra trừ 3 và cạnh này là 2. 2 mm. Rồi còn cái cạnh từ đây tới đây là bao nhiêu? Từ đây tới đây thì người ta họ cho là bằng là 15. Từ đây tới đây là 15. Mà cái đoạn này là đây là 6 này. 6 mm vuông, 6 mm này. Cạnh này xuống cạnh bằng cạnh này là này là 4 mm này. Giờ là 4 ta cộng với lại là 6 là 10. 15 mà ta trừ 10 vậy là cái cạnh chỗ này là bằng 5. Được không? Đây này, cạnh này 4 nè. Cạnh này 6 nè, mà tổng cái này là 15. Tổng cái này là 15 vậy là ta lấy là 15 ta trừ cho 10 đây là 5. Rồi cạnh này 5, cạnh này 2 chúng ta tính được là x của cái hình đó là bao nhiêu đây? 5 ta nhân cho 2. 5 nhân 2 là bằng là 10 milimét vuông. Rồi còn hình này, cạnh này 6, cạnh này 5 là bằng là 6 ta nhân cho 5 là bằng là 30 milimét vuông. Rồi ta cộng ba số này lại. 30 10 là 40. 40 ta cộng với lại là 24 là 64. Tổng cộng này là 64 milimét vuông. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Nấu diện tích tích hợp với mẫu vật. Mảnh đất tivi, cái sổ tay. Trong này chúng ta sẽ có là chúng ta loại trừ ra nha. Đây là 83 cm vuông, cái này 100 m vuông, cái này 83 dm vuông. Như vậy cái đơn vị này là đơn vị lớn nhất. Mét vuông tương ứng với là mảnh đất. Mét vuông trong này là cm vuông, mét vuông dm vuông tương ứng với mảnh đất. Mảnh đất là 100 m vuông. Còn hai cái này nó sẽ lớn hơn cái sổ tay. Mà cái đơn vị này nó sẽ lớn hơn cái đơn vị này. Đã. Như vậy đơn vị này là đơn vị bé nhất. Bé nhất sẽ tương ứng với lại là cái sổ tay. Và còn cái tivi. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Viết tiếp là chỗ chấm cho tích hợp. Bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam là Lịch Triều Hiến Chương Lậu Chí, bắt đầu được biên soạn vào năm 1809, dịp kỷ niệm 500 năm bộ sách này vào năm nào? Như vậy thì được biên soạn vào năm 1809 mà kỷ niệm 500 năm bộ sách này, như vậy chúng ta sẽ cộng với lại là 500 năm.
Vậy là bằng bao nhiêu đây? 90 8 5 13 3 nhân 1. Như vậy trên này là con số là 2309. Như vậy cái này hiện tại chúng ta mới năm 2023. À, như vậy là rất là lâu nữa. À, năm là 2309. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xác định cái thế kỷ. Thế kỷ thì chúng ta sẽ lấy hai chữ số bên tay phải. Hai chữ số này là hai chữ số. Số 0 á, thì 23 vẫn giữ nguyên. Còn lấy hai chữ số này, hai chữ số khác 0 á, thì 23 chúng ta sẽ cộng 1 là 24, thế kỷ thứ 20, 24 x x là thế kỷ thứ 20, 24 à, biên soạn vào năm 1809. À, đây là lúc đầu biên soạn, kỷ niệm 500 năm, để ta cộng lên thêm 500, thì ra là 2300, 2309. Mà hiện tại chúng ta mới năm là 2023, vậy rất là lâu nữa. Như vậy à, xác định thế kỷ thì mới nãy thầy mới nói xong. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.